Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hậu trường nghệ thuật. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin đặc sắc về văn hóa nghệ thuật diễn ra trong tuần qua. Lệ Quyên là nữ ca sĩ hiếm hoi thành công với cả hai dòng nhạc trẻ và nhạc xưa. Để đáp ứng sự yêu mến của khán giả, giữa tháng 9 này, Lệ Quyên chính thức ra mắt bộ đôi album gồm CD nhạc trẻ, Con tim dại khờ và CD nhạc xưa Dòng thời gian. Đây được xem là một dự án lớn nhất của cô từ trước đến nay. Trước khi hai album mới phát hành, Lệ Quyên đã tung ra MV Quá muộn màng với sự xuất hiện của khách mời đặc biệt là ca sĩ Hồ Trung Dũng. Với giọng hát như nức nở, ca sĩ Lệ Quyên đã đi vào lòng người yêu nhạc bằng dòng nhạc trữ tình lãng mạn nhất của âm nhạc Việt Nam trong series ấn phẩm âm nhạc khó phai Tình khúc xưa. Lần này với album Dòng thời gian, Lệ Quyên tiếp tục mang đến một vẻ đẹp ý vị khác và không kém phần tinh tế với dòng nhạc xưa. Tuy nhiên, cô cũng không quên dành cho những người yêu mến giọng hát đầy tình cảm của mình một album nhạc trẻ Con tim dại khờ qua 8 bản tình ca. Trong album Dòng thời gian là khi mọi người nghe, mọi người sẽ thấy là từng bản hòa âm nó rất là long lanh, nó rất là kỹ càng và nó được tạo nên bởi cái cảm xúc thực sự của nhạc sĩ hòa âm. Bản thân Quyên thực sự cảm thấy mình rất may mắn. Lý do mà Quyên làm hai album một lúc là bởi vì cuối năm nay vào mùng 7 tháng 12 Quyên sẽ làm live show thật là lớn nhất trong sự nghiệp của mình tại Nhà hát Hòa Bình. Và ngày 14 tháng 12, tức là cách đúng một tuần sau thì Quyên sẽ mang live show ra Hà Nội. Trong buổi giới thiệu album, Lệ Quyên tiết lộ sẽ biểu diễn chủ đạo trong live show sắp tới của mình để tạo dựng cảm xúc thú vị cho khán giả. Sau 5 ngày diễn ra các hoạt động sôi nổi, lễ bế mạc Festival các trường sân khấu quốc tế lần thứ nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã diễn ra tối ngày 10 tháng 9 tại Trường Múa thành phố Hồ Chí Minh, khép lại một kỳ Festival thành công và ấn tượng. Chương trình bế mạc Festival đã diễn ra rất thành công với buổi biểu diễn phối hợp của sinh viên các trường sân khấu quốc tế mang chủ đề Thế giới hiện đại, bản sắc và hội nhập, hạnh phúc và hòa bình, đề cập tới nhiều vấn đề của xã hội như nạn phá rừng, nạn bạo hành gia đình, sự vô cảm của con người, sức mạnh của tình đoàn kết, mang tính sáng tạo và nghệ thuật cao. Trong khuôn khổ liên hoan, rất nhiều các hoạt động đã diễn ra như là các buổi thực hành chuyên môn về dàn dựng, biểu diễn, sáng tác, rèn luyện kỹ năng về hình thể, tiếng nói và kỹ thuật biểu diễn, tạo điều kiện cho sinh viên các trường sân khấu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương có dịp giao lưu, học hỏi và hợp tác về chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo chuyên ngành sân khấu biểu diễn. Vừa qua, lễ trao giải phim truyền hình Hàn Quốc 2013, Seoul International Drama Awards 2013, một trong những lễ trao giải uy tín nhất của làng phim ảnh xứ Kim Chi, đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Quốc gia Hallyu với sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng tại Hàn Quốc và châu Á. Tham gia giải thưởng phim truyền hình quốc tế Seoul năm nay là 225 tác phẩm đến từ 48 quốc gia, đạt con số lớn nhất từ trước tới nay trong các kỳ trao giải. Có tổng cộng 9 bộ phim truyền hình nước ngoài nổi tiếng và các bộ phim truyền hình chiếu tại Hàn Quốc trong một năm qua cùng tham gia tranh giải. Nhờ biểu hiện xuất sắc trong vai Dam Yoo-gun trong Gu Family Book, nữ ca sĩ diễn viên Suzy đã vinh dự nhận được chiếc cúp ngôi sao Hallyu dành cho hạng mục nữ. Về phía hạng mục dành cho nam, diễn viên Lee Jun-ki là người được vinh dự xướng tên. Không những vậy, bộ phim Aran and the Matrix Stray do anh đóng chính cũng giành được danh hiệu phim truyền hình Hàn Quốc nổi bật nhất. Bộ phim The Chaser đánh bại các đối thủ khác để chiến thắng với giải thưởng lớn. Thành viên nhóm nhạc DBSK Chung Jun-ho nhận giải diễn viên được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Còn Kim Jae-chon thì trở thành chủ nhân của ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất Living Like a Dream trong Time Sleep Dr. Jin. Chỉ có những người đã thề bảo vệ đất nước thôi. Khi đã thề rồi, cả đời phải đi theo. Chỉ tới khi con tự tha thứ cho mình trước, không thì con đường phía trước vẫn còn dài vô tận. Mỗi lần tôi ngã xuống, thì chỉ cần nghĩ về nàng, mà ta lại có thể đứng lên. Giao con nhỏ cho tao, tụi tao sẽ xử tử mày ngay tại đây. Yeah!
vừa rồi thì quý vị đã theo dõi một trailer ngắn của bộ phim đang được rất mong chờ, đó chính là bộ phim Lửa Phật. Và ngày hôm nay vị khách mời của chúng ta đó chính là đạo diễn, diễn viên Dustin Nguyễn. Xin chào anh. Dustin xin chào quý vị và các bạn. Mỗi bộ phim mới sẽ là một sự trải nghiệm, một thử thách mới rất riêng cho anh cùng với ekip của mình. Thế thì đối với bộ phim Lửa Phật kỳ này sẽ có những điểm khác biệt riêng nào so với những dự án phim điện ảnh trước đây của anh? Cái loại phim giả tưởng là một cái phim rất là khó làm vì mình cần một phải đầu tư một cái kinh phí cũng cao và những cái kỹ thuật và những cái kỹ xảo cần phải đầu tư được chu đáo một chút. Nó đòi hỏi cái gì nó cũng ràng buộc về kinh tế hết thì em biết rồi, nhưng mà cái sự chú ý nhất Dustin tin rằng là tại vì đây là một cái phim giả tưởng đầu tiên và cái đó cũng là một cái thử thách và một cái áp lực rất là lớn cho Dustin và ekip. Khi đảm nhận một vai trò trong một dự án phim điện ảnh thì đã rất là khó khăn rồi, thế nhưng anh Dustin Nguyễn lại đảm nhận đến ba vai trò, nào là sản xuất, đạo diễn và cả diễn viên trong bộ phim này, thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều áp lực đúng không anh? Quá nhiều áp lực. Mình nghĩ như thế này, trước hết mình nên nói là chắc chắn là không ai mà muốn gánh nhiều áp lực như vậy, là tại vì nói thiệt ra mình có một cái ý tưởng nào đó thì ước gì mình có thể thuê một người biên tập hay là 2-3 người biên tập như là nước ngoài, nước Hollywood thí dụ vậy đi, hay nước những nước khác khi mà cái điện ảnh người ta vững hơn. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì rất là khó tìm nhiều biên tập, mà những biên tập mà làm cho mình hài lòng với cái ý tưởng của mình. Thì một là mình cứ chờ đợi, hai là mình phải nhào vô mình làm để cho nó có, chứ không thì không thể nào mình lên đường được, mình cứ đợi hoài. Thì mình gánh cái đó rồi xong thì mình gánh đạo diễn rồi khi mình chạy tiền với những nhà đầu tư thì dĩ nhiên đây là một cái dự án rất là dự án mạo hiểm, chắc chắn là mạo hiểm rồi để nói về kinh tế. Nhưng mình khi mình ngồi mà mình suy nghĩ về một cái gánh nặng như vậy thì nó rất là khủng khiếp. Mình lao vô mình làm thì mình chỉ tập trung mỗi ngày thôi. Chứ nếu mà mình lùi lại mà mình nhìn một cái hình ảnh lớn của cái miếng bánh này, cái gánh này nó quá lớn thì mình sẽ ngại, rất là ngại. Lửa Phật là một bộ phim hành động giả tưởng, thế thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều cảnh quay hành động và nguy hiểm nữa. Vậy thì trong quá trình quay chắc chắn gặp rất là nhiều khó khăn. Vậy thì anh có thể khoe với khán giả những thương tích mà bộ phim đã gây ra trong cái quá trình thực hiện bộ phim này được không? Phim hành động nào cũng khó, thì trước sau gì cũng bị thương hay là bị này bị kia. Nhưng mà nói thiệt ra mình cảm thấy mình rất là may mắn. Trong phim này rất có nhiều màn đánh, nó đòi hỏi một cái sức khỏe, một cái sức bền. Mình rất quan trọng là những cái màn đánh nó thật, nghĩa là nó không có màu mè quá. Cũng có một vài tai nạn nhưng không có nặng nề lắm. Dustin bị trật cái ngón tay này thì cũng phải chịu thôi. Lúc đó thì những cú nào mà đánh hay đấm thì mình phải đổi lại thành cái gì khác đó. Và có một cái tai nạn cũng hơi hơi khủng khiếp một lần, nhưng mà mình cũng đã vượt qua rồi. Sau 5 năm ấp ủ, Lửa Phật, một bộ phim hành động giả tưởng action fantasy đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được khởi động. Đây cũng là bộ phim điện ảnh do Dustin Nguyễn viết kịch bản và làm đạo diễn. Anh đồng thời cũng là một trong những diễn viên chính của phim. Điểm hấp dẫn của thể loại này là hình ảnh và bối cảnh trong phim được thiết kế và dàn dựng vô cùng công phu hoành tráng. Với sự hỗ trợ của công nghệ 3D và những kỹ xảo hiện đại, phim hành động giả tưởng mang đến cho người xem những giây phút giải trí thật thoải mái với những hình ảnh tuyệt đẹp về các thế giới siêu thực, nhưng là một bản anh hùng ca đầy mộng mơ trên màn ảnh rộng. Phim có sự xuất hiện của Roger Yuan, một đạo diễn hành động nổi tiếng Hollywood và là diễn viên của hàng loạt phim bom tấn như Sang Hae-nun, Batman Begins, Black Dynamic. Anh đã trở thành đối thủ mới của Dustin Nguyễn trong bộ phim Lửa Phật. Cả hai sẽ có những cuộc đối đầu nảy lửa, những cuộc truy đuổi, bắn phá ác liệt và cả những màn trình diễn võ thuật vô cùng đẹp mắt trong phim. What developed our friendship was actually our mutual respect and love and dedication for martial arts. When I first met him on Vanishing Sun all those years ago, I was like, okay, here's Dustin Nguyen. Oh yeah, a lot more material to cover in a much shorter amount of time. So it's ambitious. It's much more ambitious.
But it's also, you know, it looks like it's a lot more fun too. You know, there's a lot less downtime waiting. Everyone's working together. Có thể thấy Ngô Thanh Vân và anh Dustin Nguyễn rất có duyên với nhau trong các dự án phim điện ảnh. Vậy thì đối với Lửa Phật, tại sao anh lại quyết định chọn Ngô Thanh Vân mà không phải là một nữ diễn viên nào khác? Sau Dòng Máu Anh Hùng, mình thấy rõ là Ngô Thanh Vân có khiếu về những cái màn đánh võ, màn hành động, võ thuật. Mà nói thiệt ra lúc đó là đã giao tiếp với Vân về kịch bản này, Vân rất là hào hứng. Mà thì khi năm rồi mà khi mà Dustin alo Vân thì nói là đúng lúc rồi đó em. Thì lúc đó nói thiệt ra mình cũng một mớ người cũng bàn là trong ngành điện ảnh này còn ai nữa không, thì lúc nào mình cũng suy nghĩ, mình cũng cởi mở ra, nhưng mà rõ ràng là chỉ có Vân thôi, không thể nào mà mình nghĩ người nào khác. Cái quan trọng nhất mà Dustin đòi hỏi ngoài cái diễn xuất tốt và một cái cách làm việc rất là chu đáo, những cái màn hành động mà khi mà nhân vật ánh đánh ra một cái cú gì đó là Dustin phải tin là cú này sẽ gục một người. Thì cái đòi hỏi đó thì Dustin chỉ thấy chỉ có Vân làm được thôi. Và song song với đó, quan trọng nữa là cái cảm xúc diễn của Vân rất là sâu sắc. Với những chia sẻ vừa rồi của anh thì có thể thấy anh Dustin Nguyễn rất là khó tính cũng như là kỹ lưỡng trong khâu lựa chọn các diễn viên cho các nhân vật của mình trong phim. Và trong bộ phim này, Minh Phương được biết có một sự tham gia rất là thú vị và đặc biệt, đó chính là sự xuất hiện của ba anh Dustin Nguyễn. Thế thì anh có thể nói một chút về điều này. Trong hành trình Lửa Phật này, một cái điểm mà cao nhất cho anh là cái sự xuất hiện của ba anh trong nhân vật tính. Khi mình viết kịch bản thì cũng đã ngắm ba mình rồi, mà ba thì đã bỏ nghề lâu rồi, không có một cái khát khao gì để diễn hết. Mà khi mình nói với ba thì ba không muốn đóng gì hết, nó thôi mệt quá không cần làm này kia, thì mình cứ thuyết phục cũng gần một năm. Thì lúc sau này mình cũng phải mình cũng ép ổng chút xíu, nhưng mà thật ra thì Dustin nói là cha con mình có thể là đây là một cái cơ hội rất là hiếm, tại vì có thể Dustin sẽ không khi nào làm một cái phim nào nữa. Thì rất là vui và hạnh phúc nếu mà ba và con đóng nhau trong một cái phim, mình có một cái kỷ niệm nào đó với nhau. Thì sau này ba anh đồng ý đóng cái phim này, anh rất là vui. Lửa Phật đã chính thức ký hợp đồng bán bản quyền phát hành phim với Greenstone Entertainment Group. Đây là một trong những nhà phát hành và phân phối phim lớn tại Bắc Mỹ. Ngay sau khi công chiếu tại Việt Nam mới được vài ngày, Lửa Phật tiếp tục được phát hành ở hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho điện ảnh Việt Nam trên bước đường hội nhập với thế giới. Hy vọng rằng đây có thể là một trong những bước đi đầu tiên để có thể rút ngắn được khoảng cách giữa điện ảnh Việt Nam với công chúng khán giả trên thế giới hơn, đúng không anh? Ngày hôm nay thì rất cảm ơn anh Dustin Nguyễn đã đến đây cùng chia sẻ những thông tin rất là thú vị xung quanh dự án phim này. Thay mặt ekip thực hiện chương trình, Minh Phương xin chúc cho anh sẽ luôn luôn máu lửa với những đam mê của mình để có thể giúp cho khán giả đón nhận được nhiều hơn nữa những tác phẩm điện ảnh mà anh cùng với ekip của mình mang lại cho khán giả. Một lần nữa xin cảm ơn anh rất nhiều. Anh cũng cảm ơn Phương rất nhiều. Và Dustin muốn cảm ơn các quý vị và các bạn đã dành một thời gian hôm nay và đã ủng hộ phim Lửa Phật và những gì mà Dustin đã làm. Thưa quý vị, những chia sẻ của đạo diễn Dustin Nguyễn vừa rồi về quá trình làm phim Lửa Phật cũng đã khép lại chương trình Hậu trường nghệ thuật tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin hãy gọi cho chúng tôi theo số 1900 59 9957. Chương trình Hậu trường nghệ thuật được phát sóng vào lúc 12:30 trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào tạm biệt.